3 tỷ phú game giàu nhất và có tầm ảnh hưởng thế giới. Trò chơi điện tử không chỉ là có hình thức giải trí để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, mà nó còn là phương tiện để cho các doanh nhân làm giàu. Có rất nhiều người đã trở thành tỷ phú nhờ doanh thu khổng lồ và việc sản xuất game. Và những cái tên có trong danh sách này là những vị tỷ phú game giàu nhất trên thế giới. Họ là những người trực tiếp phát triển các trò chơi, đã và đang làm điên đảo thế giới game thủ. William Ding, tài sản 29 tỷ đô. William Ding Lee là người sáng lập CEO của NetEase, một trong những công ty game di động và trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Ông từng là người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2003 và là tỷ phú game Internet đầu tiên của nước này. William Ding chính là người biến một công ty game NetEase chỉ với 10 nhân viên năm 1997 thành một công ty game khổng lồ được cả thế giới biết tới với hơn 8.000 nhân viên và nhiều sản phẩm game online lẫn di động hấp dẫn toàn cầu. Ngoài việc xuất bản các tựa game dành cho game thủ Trung Quốc, công ty cũng hợp tác với Activision Blizzard để vận hành các trò chơi như là World of Warcraft và Hearthstone tại quốc gia này. Đây cũng là công ty được cấp phép độc quyền của Minecraft ở Trung Quốc. Chỉ cần nhìn vào tài sản ròng của Ding lên tới 29 tỷ đô, cũng có thể thấy được việc kinh doanh đang rất phát triển. Tim Sweeney, tài sản 5,3 tỷ đô. Tim Sweeney sinh năm 1970 tại Potomac, Maryland. Ngay từ nhỏ, Sweeney đã bắt đầu chơi thử để biết game nào đang hot và tìm hiểu tại sao nó lại thịnh hành. Sweeney theo học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Maryland. Trong năm thứ hai đại học, anh tạo ra trò chơi điện tử đầu tiên của mình mang tên là ZZT. Anh cũng thành lập công ty Potomac Computer System để phát triển tựa game này. Sweeney đã bán được vài nghìn bản ZZT và không lâu sau thì đổi tên công ty thành Epic Games. Lúc này, vai trò chính của Sweeney vẫn là lập trình cho đến khi công ty phát hành Unreal, một trò chơi bắn súng theo góc nhìn thứ nhất. Công nghệ đồ họa 3D, Unreal Engine của trò chơi đã trở thành nền tảng để tạo ra các tựa game trên Xbox 360, PlayStation 3. Năm 2006, Gears of War được phát hành. Dòng game Gears of War đầu tiên bán được hơn 22 triệu bản trên khắp thế giới, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Nó được xây dựng dựa trên Unreal Engine dành cho Microsoft Xbox 360. The New York Times mô tả trò chơi này là một trong những game có đồ họa ấn tượng nhất thời điểm đó. Năm 2013, công ty công nghệ Trung Quốc Tencent đã đầu tư 330 triệu đô vào Epic Games. Tháng 9 năm 2017, Epic Games phát hành tựa game Fortnite Battle Royale. Dù Fortnite chơi hoàn toàn là miễn phí, nhưng mà Epic cũng kiếm được doanh thu khi người chơi thực hiện những thao tác mua đồ trong game như là bổ sung thêm trang phục. Với hơn 250 triệu người chơi Fortnite, công ty đã kiếm được hơn 2,5 tỷ đô vào 2018 và hơn 4 tỷ đô kể từ khi phát hành. Thành công của Fortnite đã giúp cho Sweeney lọt vào danh sách tỷ phú với tổng tài sản khoảng 5,3 tỷ đô. Gabe Newell, tài sản 4 tỷ đô la. Ông chủ Steam có tên đầy đủ là Gabe Logan Newell và thường được gọi bằng cái tên thân mật khác là Gaben, chữ nối giữa tên nhà họ của ông. Ông sinh ngày 3 tháng 11 năm 1962 tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Nhắc đến ông, người ta thường nhớ đến một cả béo to xác với bộ óc siêu phàm. Chính vì thế, trong những năm tháng học tập tại Harvard, ông đã lọt vào mắt xanh của Steve Ballmer, cựu CEO của đế chế Microsoft, và đồng thời chính Ballmer cũng là người thuyết phục Gabe bỏ học và đầu quân làm việc cho Microsoft. Sau khi đã gom đủ những hành trang cần thiết trong 13 năm với vị trí là nhân viên lập trình phần mềm, vào 1996 thì Gabe quyết định rời khỏi Microsoft và bắt đầu từng bước thực hiện những dự định của mình. Cũng trong năm đó, Newell đã chính thức thành lập Valve Corporation. Và trong sự nghiệp hoành tráng của mình, nhà sáng lập Valve đã đưa ra rất nhiều ý tưởng làm thay đổi thế giới game. Khi mà cả thế giới đang phải loay hoay trong việc thiết kế ra một siêu phẩm game bắn súng như những gì mà Doom từng làm được, thì Gaben lại tạo ra Half-Life, tựa game đã khiến cho Doom đi vào quên lãng. Half-Life đã trở thành một cú hích lớn với 2,5 triệu bản được bán ra chỉ trong năm đầu tiên. Và đến 3 năm sau, doanh số bán ra của Half-Life vẫn vô cùng khủng khiếp. Hàng loạt những bản mod đầy ấn tượng dựa trên nền Half-Life đã được ra mắt. Trong đó phải kể tới hai tựa game đã trở thành tượng đài của làng FPS thế giới, đó là Counter-Strike và Team Fortress. Một thành tựu khác của Gabe Newell chính là Steam, cổng game lớn nhất nhì thế giới hiện nay. Nếu không có Steam thì giờ đây game thủ PC vẫn phải mua những đĩa game ngoài tiệm về cài vào máy tính của mình. Và nếu như vậy thì ngành game thế giới sẽ chẳng thể nào phát triển được như ngày hôm nay.
Đó là còn chưa kể việc Gab Newell quyết định phát triển Dota 2 hay là Left 4 Dead, những tựa game đình đám sẽ còn được nhắc tới trong nhiều năm về sau. Hiện tại thì khối tài sản của Gab Newell đang dao động ở mức 4 tỷ đô la theo ước tính của Forbes. Nhưng mà người ta ngưỡng mộ ông không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ đó, mà còn bởi tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của ông đối với thế giới game hiện tại. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.